xem nhau chính thôi đến với một nơi xa lạ, nơi có mình là tình và chân tôi đang đến phố không bạn lại gần như này, nhưng đôi vừa mất nhau vẫn mơ được cho nhau. Em thương tôi chán nhau giống cha mẹ đôi cũng cha, tan tay mối tình anh đôi 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 đứng đó cho nàng nên mơ về mình do chỉ ta không biết thân phận kiếm phu dám mơ thành hoa để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang vẫn cần cho tương thân cho nàng lâu kia đắm sâu nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã giao theo hơn nước mắt thân hầu có ai đứng đắn gì đâu nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã giao theo hơn nước mắt thân hầu có ai đứng đắn gì đâu. Bên mình đường mòn hai đứa anh đang đứng đợi anh thì làm ca sĩ nghe cũng buồn lòng ngày đó đã xa rồi cứ tím sầu lên thôi con qua trong đời tình xưa tìm tới xin chào quý vị và các bạn. Và hiện tại thì công ty mình đang test một cái bộ dàn âm thanh karaoke cho anh khách hàng ở Đồng Nai với tổng trị giá là 23 triệu. Thì cấu hình sử dụng một cục đẩy 4 kênh DMX T4200, một con vang cơ AR4, một bộ mic IT 680F và kèm theo một cặp loa B3X15i hàng nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện 4 tấc và kèm theo một cặp chân chống loa nữa. Thì tổng giá trị bộ này là 23 triệu. Và hiện tại đã test xong và bây giờ sẽ bắt đầu đóng gói hàng. Thì các bạn có nhu cầu liên hệ trực tiếp với mình theo số hotline trên video này nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Mua rõ ràng loa nhập mà về nó không có thùng phải không anh? Cứ phải lấy thùng về. Bây giờ anh lên tầm cỡ 30. Đây, sáng ngày chủ nhật rất là bận rộn. Đây, anh khách ở Đồng Nai lên làm bộ gia đình về. Đây anh khách Tây Ninh. Đây còn hai anh khách ở ngoài Nha Trang vô.